Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Gương Mặt TV. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong một chương trình rất là đặc biệt. Tôi nghĩ là như vậy, thông qua chương trình chúng tôi muốn tất cả các cặp vợ chồng hãy chia sẻ thật sự với nhau, có thể trải lòng mình với nhau để có hiểu nhau hơn và kết chặt nhau hơn. Năm chú rể và ba cô dâu, trong số họ sẽ chỉ có hai cặp đôi phu thê thực sự. Việc tìm ra những cặp đôi này sẽ là cuộc đấu trí tay ba căng thẳng, hấp dẫn nhưng cũng không kém phần hài hước giữa ba đội chơi. Đội chủ nhà, đội khách mời và đội các cô dâu chú rể. Qua 3 vòng thi, nếu đội khách có thể thắng đội chủ nhà bằng cách tìm ra ít nhất một cặp đôi phu thê thực sự và có số điểm cao hơn đội chủ nhà thì sẽ nhận được giải thưởng hấp dẫn từ chương trình. Nếu không, phần thưởng sẽ thuộc về 8 người chơi. Trong 2 vòng đầu tiên, nếu đội chơi đặt cược và có được sự lựa chọn chính xác các cặp đôi thì sẽ nhận được giá trị giải thưởng lớn hơn. Chúng tôi sẽ giới thiệu thành phần 2 đội chơi. Đầu tiên là đội chủ nhà, diễn viên 2 Kiều Minh Tuấn, diễn viên Cát Tường. Hôm nay đội khách là những gương mặt cũng rất là thân quen, thưa quý vị. Đó chính là người đẹp, diễn viên, người dẫn chương trình Quỳnh Chi. Đội thứ hai đó là Long Kinh Hải. Nào, chúng ta cùng giao lưu chút xíu đi. Có điều gì chia sẻ với anh chị bên kia mình nói đi. Tụi em đừng có hỏi bí quyết của anh chị nha. Ủa sao chị biết em đang định hỏi câu đó vậy? Chưa bao giờ có bí quyết gì đúng. Bí quyết là sai không à? Anh ơi, tình hình này sao anh? Theo anh thấy thì tình hình cũng khá là căng thẳng. Tại vì cũng được chơi một cái game show chung với anh Tuấn và chị Tường rồi. Thì để đấu trí hai người đó thì em mình phải là công suất là 200% mới được. Không không, bữa nay không phải là đấu trí với anh chị không, mà đấu trí với đây nè, với 8 con người ngồi đang xây mặt vô trong đó đó. Là chứ bây giờ là không phải là mình chơi hai nữa, chơi ba. Mà cuộc chơi là ba đội chơi luôn đó. Đúng rồi, đây là cuộc đấu trí quyết liệt giữa ba đội. Đội chủ nhà, đội khách và đội của năm chú rể và ba cô dâu. Quỳnh Chi, nếu như một người bạn trai của bạn đi với bạn, dạ, ha, mà nói như là yêu thương mà không nhìn vào mắt bạn thì bạn nghĩ sao? Nếu mà trường hợp là không nhìn vào mắt em thì cũng có hai trường hợp. Một là người đó không để tâm đến mình nhiều, và hai là người đó đang rất là ngại ngùng. Nên là cái này mình cũng phải chắc kỹ, nếu đúng không rồi, mình lại nghi ngờ người ta. Đôi khi người ta ngại ngùng, người ta ngượng, ta không dám, dạ, đúng dám nhìn thôi. Mặc dù mình thương nhưng mà giả bộ nói anh cũng nhớ em lắm nhưng mà không dám nhìn đâu. Đúng cái kiểu này luôn. Cái tâm lý đó chứ không phải là ta không dám nhìn là ta sai đâu. Đấy, thành ra ở các ông chồng và các bà xã đây cũng đôi khi cũng như vậy ha, cái tâm lý nó cũng khó đoán lắm. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời ba cô dâu quay mặt ra phía trước. Cô dâu vị trí A, xin mời. Cô dâu vị trí B. Cô dâu vị trí C. Và bây giờ cô dâu thứ nhất, hãy giới thiệu sơ về mình. Dạ, em tên là Nhã Phương, em 32 tuổi, em đang là nhân viên hành chính nhân sự. Cô dâu vị trí B. Dạ, em tên là Ngọc Hạnh, hiện tại là giáo viên mầm non, em 29 tuổi. Vị trí C. Dạ, em tên là Phương Thảo, năm nay 32 tuổi, em đang làm trong lĩnh vực ngân hàng. Cảm ơn. Xin mời năm chú rể. Vị trí số 1. Số 2. Số 3. Số 4 và số 5. Năm chú rể họ sẽ giới thiệu về mình. Mời vị trí số 1. Em tên là Bách Tùng, hiện nay em đang là nhân viên của phòng quan hệ khách hàng ở một công ty về thể dục thể hình. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Võ Minh Hùng, thì hiện đang là quản lý một nhà hàng ở quận Nhất. Em là tên đầy đủ là Nguyễn Phó Toàn, năm nay em 33 tuổi và em hiện là họa sĩ và kinh doanh ở Bình Dương ạ. Em tên là Nguyễn Anh Trung, hôm nay 30 tuổi, là hướng dẫn viên tự do. Xin chào quý vị khán giả, chào MC Quyền Linh và chào hai đội chơi. Tôi tên là Thoại Phương, năm nay tôi 31 tuổi và đang làm nhân viên kinh doanh. Hai đội sẵn sàng. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi tìm hai cặp đôi vợ chồng thật quý vị nhé. Vòng 1 của Gương Mặt Phu Thê bắt đầu. Vòng 1 là câu chuyện về tình yêu. Họ sẽ nói về những ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt như thế nào. Mời cô dâu vị trí A. Hai vợ chồng em gặp nhau lần đầu tiên là ở giảng đường đại học, nhưng mà tụi em học khác lớp. Thì lớp bên kia thì ảnh làm lớp trưởng, lớp bên này thì em làm bí thư.
Một khi mà giải lao hay cái gì á thì phổ biến cho lớp mình những cái nội quy, những cái thông báo này kia của đoàn trường. Thì bên kia thì ổng một nhóm, lớp ổng 70-80 người, lớp em 70-80 người, mạnh ai nấy nói. Xong rồi nhìn qua thấy ghét. Mình sầm rồi bên ổng làm ồn, làm phiền mình luôn. Ghét quá, ghét nhưng mà hoạt động đoàn lại học đoàn chung. Đi mùa xanh lại đi mùa xanh chung. Hồi đó không ai có điện thoại trơn, hiếm người có điện thoại. Có thì cũng trắng đen thôi, mà ổng có điện thoại màn hình màu chụp hình được. Em lại thích chụp hình. Ghét nhưng mà cứ chụp hình vậy nè. Trong điện thoại ổng toàn hình em không. Dễ thương. Khi mà bạn hay đi với em thì bạn bè cũng cản. Nói là thấy bạn đó có vẻ chắc giỡn á. Chứ không phải thiệt lòng đâu, mà cũng đi ăn, chở em đi học này kia. Cả năm trời bạn nó cũng không có tỏ tình nữa. Nhưng mà một ngày nọ tự nhiên cái có điện thoại của chồng em điện cho em. Đang xỉn, lè nhè. Nói là thương em nhất trên đời. Em nghe thì nghe vậy thôi, em thấy đang xỉn thì mới hỏi lại là anh đang ở đâu vậy? Thì anh mới trả lời là không biết nữa. Tới bây giờ cũng chưa có tỏ tình chính thức nữa. Hả? Vậy luôn hả? Dạ. Trời ơi, lấy nhau rồi mà chưa tỏ tình chính thức nữa hả? Dạ, chưa tỏ tình chính thức mà cũng chưa có cầu hôn luôn. Trời ơi, chịu lấy. Vậy sao chịu lấy vậy? Ổng cứ bên cạnh em mấy năm trời, giống y như em là người của ổng. Rồi đương nhiên tới ngày đó là đi cưới vậy thôi à. Hay vậy ta. Trời ơi, vậy sao được. Tí nữa chương trình sẽ tổ chức cho hai vợ chồng có buổi lễ cầu hôn nha. Được không? Chịu không? Chị dạ, chịu không? Dạ, chịu. Đấy, ấn tượng đầu tiên ha. Nhờ có cái máy chụp hình đó nha. Đó là ấn tượng cô gái đầu tiên. Mời vị trí B. Ấn tượng đầu tiên của em về chồng em là khi ảnh uống cà phê, em cứ đinh ninh có một cái ánh mắt nào đó nhìn em. Thì em thấy anh này cứ sao cứ nhìn mình hoài. Thì mình cứ để ý, nhưng mà thấy anh này cũng khá là sáng sủa, cũng được. So với những cái anh chàng mình đang quen thì quen anh lắm à. Dạ, lúc đó cũng có hai ba người à. Nhưng mà chưa gọi là tình yêu. Lúc đó em đang đi làm thì em gọi điện, nhưng mà em không có máy. Khi mà em mở điện thoại ra thì em thấy cái số này sao mà đẹp quá. Tại vì mình là mỗi lần người ta hay xài số sim khuyến mãi không à, nên em ghét lắm. Em không có gọi lại. Thì thấy số này đẹp, chắc cũng được. Thì em gọi điện lại thì nói là lúc đó anh gặp em ở quán cà phê đó. Thì em nói là thôi cũng kệ. Nhưng mà cứ mặt trai quá, cứ hay qua nhà. Thì lúc đó em mới chấp nhận. Vậy là quen em nhờ có số điện thoại đẹp. Dạ. Hai cô cũng xuất phát tình yêu từ điện thoại. Cô thứ ba, ấn tượng lần đầu tiên gặp gỡ là gì? Vợ chồng em gặp ở trường đại học anh. Lúc đó em đi học ở trường và chồng em cũng học ở đó. Nhưng mà bên cạnh đó ảnh còn là có làm thêm nữa. Đầu tiên là ảnh để ý em trước. Thì ảnh mới làm quen, mà cái cách làm quen của ảnh rất là lạ. Là ảnh ghi vô một mảnh giấy nhỏ, ảnh kẹp ở cái xe của em. Em lấy xe đi học về thì em thấy mảnh giấy ghi là giới thiệu tên, tuổi, cho số điện thoại. Rồi thấy nói là em cô bé dễ thương nên là xin được làm quen. Dạ, thì ấn tượng lúc đó là nét chữ rất là thanh thoát, nó bay bổng mà nó rất là đẹp. Nó nên là em rất là ấn tượng và em cũng đồng ý gặp. Khi gặp thì lúc đó em thấy ảnh là một người có vẻ ngoài nó khác nét chữ lắm anh. Nét chữ bay bổng thanh thoát nhiều thì ảnh nhìn nó quê quê, nó cù lần bấy nhiêu. Dạ. Cái kỷ niệm ở này là khó quên, đó là cứ hai đứa gặp nhau là trời mưa anh. Dạ, mưa lớn có, mưa nhỏ có, mưa tầm tã có. Ngày đó là sinh nhật em, hẹn em đến một quán cà phê mà em yêu thích. Nhạc nhẹ nhẹ đó. Rồi anh mới chuẩn bị sẵn ở đó là trên bàn thì có hoa. Hoa em thích luôn. Rồi có nến, hình trái tim. Băng rôn thì treo vẽ tên chữ, tên em. Anh yêu em, đồng ý làm bạn trai của anh nha. Bạn gì? Đồng ý làm bạn trai của anh hả? À, đồng ý làm bạn gái của anh nha. Thì chúng ta em yêu nhau từ đó ạ. Lãng mạn quá. Chúng ta sẽ xem ấn tượng của các chú rể lần đầu tiên gặp gỡ cô dâu như thế nào. Số 1. Em với lại vợ của em thì gặp nhau cũng là ở giảng đường đại học. Thì lúc đó em mới vừa chia tay bạn gái xong. Thì các bạn gái trước thì nói chung là mình cũng cảm giác rất là buồn.
Cho nên mình lúc đó là mình để dành tiền, mình có đi làm thêm á, nên mình để dành tiền. Mình cầm được bao nhiêu tiền là mình mua một cái điện thoại di động. Nói chung rất là thời nó là cái điện thoại cũng rất là VIP. Thì lúc đó đó cũng ngồi cầm bấm cũng chơi game, cũng nhắn tin. Tự nhiên cái người đó tới tới. Thì biết kiểu bạn gì ơi, bạn có thể cho mình mượn cái điện thoại của bạn á, chụp cho mình vài tấm được không? Rồi có gì á, rồi gửi email qua giùm mình. Rồi thôi, chị muốn chụp tự sướng, chị muốn làm chị làm đi. Ấn tượng nó lúc đó là để tóc ngắn, rất là đẹp. Lúc đó thôi, lúc này dạ. Không biết sao. Mà hồi đó rất là dễ thương, bây giờ đỡ hơn nhiều lắm rồi. Cảm ơn bạn, vị trí số 2. Ấn tượng với vợ của em á, là trong một lần mà đang mời mấy bạn trên công ty về nhậu. Thì có gọi điện kêu bia. Thì thấy có một cô gái như một con sóc vậy, chở bia tới bằng xe đạp, xuống quăng cách bia cái đùng bèn. Dữ vậy? Dữ lắm, mà như con sóc vậy mà nhanh lắm. Nói vậy là phải đô lắm à. Cái mấy đứa bạn nói con nhỏ này cũng được đó mày. Rồi xong rồi bắt đầu mình mới lân la đi xin số điện thoại rồi thì nọ mình gọi điện. Ấn tượng từ lúc cái giao bia đó, gọi là cái thùng bia đó. Rồi, vị trí số 3. Ấn tượng của em thì đầu tiên là uống cà phê. Em là người họa sĩ mà cho nên thích lân la quán xá rồi uống cà phê. Thì thấy trong quán có con của bà chủ á, thấy dễ thương. Lân la là hỏi bà chủ là thế con của bà học cái gì thì nói học bên mầm non, để có gì cho con cái số thì để con liên lạc với con gì con dạy kèm chứ. Lúc đó thì cô chủ nhà thì nói thì được, thấy thằng này cũng hiền rồi thương thì cho mày cái số này. Lúc đó là nhá máy rồi không điền rồi không được cho nên nhắn tin làm quen. Và cái ấn tượng đó là thấy người đời rất là dễ thương, nói chung người thì nhỏ nhắn và dễ thương. Nhưng bây giờ thì vợ mộng rồi anh ơi, không còn nhỏ nhắn dễ thương nữa, bây giờ nó mập hơn rồi. Mập hơn đây ai mập ta. Vị trí số 4. Em thì gặp vợ em ở một cái dịp mùa hè xanh, cũng chung trường đại học với nhau. Thì đi trong cái dịp đó thì ấn tượng đầu tiên về vợ em thì rất là đen, gầy. Nhưng mà gặp ở trên sân banh. Không biết là Quỳnh Chi với chị Cát Tường ngày xưa có chơi đá banh không ạ? Không. Ngày xưa chơi đá banh của nữ chơi đá banh rất là vui. Bởi sao ạ? Các đội banh ra với nhau á là nữ phải đeo khẩu trang, đeo mắt kiến, đeo nón rộng vành vậy nè. Đó, vậy mới chơi đá banh. Nhưng mà vợ em không phải là cầu thủ mà lúc đó là thủ môn. Rất là năng động trên sân, tại vì đội bên đây thì không có thời gian tập nhiều nên không đá lại bên đội kia. Nữ bên kia tập trung suốt như cầu môn không à. Và vợ em thủ môn bay tới chụp. Thì rất là ấn tượng bởi vì một cái là bên trời kia nó quá mạnh, mình không thắng nổi. Nhưng mà vẫn rất là nhiệt tình hô hào để cho đồng đội của mình xông lên phía trước. Thì cái hình ảnh đó ấn tượng cho tới tận bây giờ. Cảm ơn bạn, vị trí số 5. Em vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên gặp bạn ấy. Trong giảng đường đại học, tụi em sinh hoạt đoàn chung. Thì lần đầu tiên gặp á, năm nhất thì là wow, bé này ngon đây. Tóc dài, da trắng, hơi mất tí. Mình gọi là thân em vừa trắng lại vừa tròn ấy. Rất là đường cong, rất thích. Nhưng mà khi đi chung với nhau mùa hè xanh rồi á, là mới tiếp xúc là mới biết là nói quá nhiều. Nói không giới hạn, không thời gian, không hài lòng lắm. Nhưng mà sau quá trình đi mùa hè xanh chung mới phát hiện ra ngoài cái tính nói nhiều đó thì là tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, cực kỳ nhanh nhẹn và giỏi. Bắt đầu mình thích từ từ. Mà ngược lại lúc đó thì người ta ghét mình. Chắc cũng có thể là do mình nói nhiều như người ta. Rồi phải trải qua thời gian khoảng một năm đưa đi đón về dầm mưa dãi nắng thì rốt cuộc mới nhận được cái gật đầu làm bạn gái. Các bạn có tìm được cái điều gì chưa? Em thấy quá nhiều thông tin, em bắt đầu nhũng não. Này mới có vòng một mà em đã nhũng rồi đó hả? Dạ em nhũng rồi, nhiều thông tin quá mà ai cũng giảng đường đại học. Bây giờ mình có nghi ngờ điều gì không? Mình có thể đặt vấn đề với bất kỳ người nào. Dạ, chắc là đội khách xin nhường cho đội nhà đặt câu hỏi trước ạ. Trời ơi, cũng màu, qua lá cành. Chị nhường em đặt trước á. Hỏi chị ghé B. B. Trước hôn nhân á, lúc đó là chị có chơi thể thao không? Dạ, có. Lúc đó trong trường học á, em cũng có chơi đá banh với lại mấy bạn trong trường. Chơi thể thao có chơi chung với lại chồng không? Có chơi chung với bạn trai không? Dạ, trường sư phạm mầm non thì ít bạn trai lắm. Cho hỏi anh số 2 á, trong thời gian quen nhau á,
Có bị khó khăn gì không? Có một lần á, vợ rồi chia tay. Hỏi lý do như thế nào thì nói chồng nhỏ tuổi hơn. Gọi điện kiếm hoài không được, cái một lần anh cũng kiếm được, cái hẹn ra thì nói dẫn chứng cho vợ biết là ở nhà bà ngoại cũng lớn tuổi hơn ngoại, hay là mẹ cũng lớn tuổi hơn ba. Phải nói là bây giờ cái truyền thống nhà anh nó vậy rồi. Đúng rồi. Nhưng mà gia đình anh vẫn hạnh phúc, vẫn đi đến đầu bạc răng long, đúng không? Đúng rồi. Cho mình hỏi bạn số 5 á, là lúc bạn cầu hôn vợ của bạn á, là bạn cầu hôn ở đâu? Dạ, cầu hôn tại một địa điểm nó lãng mạn lắm ạ. Lãng mạn là ở đâu vậy? Trên rừng dưới biển? Dạ, nó ở thành phố thôi ạ. Lúc đó có đông người không? Dạ ít. Có nến, có hoa gì không? Có bị áp thấp nhiệt đới không? Dạ, áp thấp nhiệt đới là em không quan tâm lắm đó, chị em người chị chỉ có bảo trong lòng. Ai vậy? Rồi đó, mình nói hỏi đi. Anh chị biết chưa? Thì cũng gần không mà. Biết được, nói thiệt luôn á. Thì không, hay là biết mà giả bộ nói tụi em là không biết. Khó lắm. Cho dù biết nhiều lúc cũng sai à. Ngày hôm nay em thực sự rất là ấn tượng với ba chị cô dâu. Tại vì ba chị cái cách kể chuyện rất là tự nhiên và dễ thương. Nên em tin chắc rằng là ở ngoài chắc là mỗi chị cũng có một cái câu chuyện tình rất là dễ thương và rất là đẹp cho riêng mình. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Chị Phương cho em hỏi chị bao nhiêu tuổi được không ạ? Dạ em 32 tuổi. Hồi nãy người ta có nói rồi mà. Dạ em bị sót, xin lỗi. Chị Phương, vậy thì ông xã chị là nhỏ tuổi hơn chị hay lớn tuổi hơn? Dạ nhỏ hơn chút, nhưng mà em thì em thấy em trẻ hơn ổng, mà đi đâu ai cũng tưởng ổng là em của em. Nhỏ tuổi hơn chị chút, nhưng mà đi đâu cũng tưởng là em của chị hết đúng không? Em sẽ hỏi anh chú rể số 3, cô dâu của anh là hỏi gì anh? Em thiệt sự luôn á, là chương trình này là khi mà em nhận lời tham gia em không có nghĩ là khó như vậy đâu anh Linh. Tại vì nãy giờ em quan sát mấy anh chị dữ lắm luôn á. Nhưng mà mấy anh chị có được đào tạo không mà kính quá vậy? Tức là thường thường con người ta hay có những cái gọi là cái phản xạ khi mà người yêu thương của mình nói chuyện, là mình hay nhìn qua, hay là mình cũng phải có cái gì đó nó lộ ra. Hiện giờ người Phương yêu thương ở đây là Cát Tường với Lệ Quỳnh Chi rồi. Trời ơi, chỉ là nhìn hai ba người này thôi. Nhưng mà anh nói câu đó là khiến cho em cảm thấy là chắc khó là chú rể lắm hả? Thôi, nãy giờ em thấy anh số 1 là anh kể chuyện hay nhất. Nhưng chính vì anh kể chuyện dài quá nên em tự câm ra em lờ anh. Anh vừa kể vừa suy nghĩ á. Dạ, vừa viết chuyện luôn á, cho nên mình loại ảnh. Loại ảnh luôn nha chị. Đúng rồi, vậy đi. Với anh số 5 ngày hôm nay mà có vợ ở đây mà nói như vậy cũng không được, đúng không? Không, em vẫn bình thường luôn Chi ơi. Dạ. Tại vì số trước á, có người vẫn nói bình thường. Cho em hỏi chú rể ô số 1 anh cho em hỏi là cô dâu của anh á có bị cận thị không ạ? Hồi đó lúc mà thời mà đi học sinh viên á thì chị đó cận thị. Còn bây giờ thì vợ mình đeo kính sát chồng cho nên nhìn không ai biết là cận thị á. Ai trong ba cô dâu nói rằng chồng mình là sinh hoạt đoàn đúng không? Rất là nông đà năng động, hát hay múa giỏi gì đó. Cô A. Đúng cô rồi. A. Vậy thì bây giờ năm anh kia mỗi người hát một câu thử xem. Hát múa gì cũng được á. Bắt đầu vị trí số 1. Vậy anh tặng vợ bài hát nha. Anh nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả bờ môi, nhớ gót chân kêu xa gót ngà, nhớ tất cả những gì là của em. Vị trí số 2. Và anh thầm ước giống chiếc bóng được bên em đi khắp nơi. Anh hứa là anh trang đời chiếu soi lỗi em về. Anh ước chỉ có thể mãi bên em người ơi. Tình yêu anh dành cho em. Số 3. Trong đôi mắt anh em là tất cả, là niềm vui, là ánh mắt em trao. Tiếp tục số 4. Đúng không? Nhưng trời bên kia chị cứ tưởng tượng nguy hiểm quá. Mình phát hiện ra một chi tiết mình phải biết. Mời anh. Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười. Cùng nắm tay ta kết toàn thân ai, trao cho nhau những lời thiết tha, trao cho nhau những lời thiết tha. Số 5. Xin hãy là em của ngày hôm qua. Xin hãy là em của ngày hôm qua. Tại vì em nhờ mọi người đẹp với câu là Rồi ok. Hát lại. Lại.
em nhớ quá, con rắc lần đầu tiên em gặp người ấy là ú ấy ạ. À. Đúng không ạ? Xin hãy là em của ngày hôm qua. Xin hãy là em của ngày hôm qua. Hay cha, một anh chàng mà làm dễ đoàn thương. Hả chị hả? Năng động hả? Hát hay, múa giỏi. Theo anh đó thì số 1, số 4, số 5 nghi nghi vậy thôi. Các bạn đoán thử xem. Mời đội chủ nhà. À, em thì đoán là cặp cô dâu A và chú rể 1. Tại vì có cùng chung câu chuyện là gặp nhau ở giảng đường. Nhỏ tuổi hơn, qua chiếc điện thoại, rồi chụp hình nữa. Đó, là cặp này là nghi vấn đầu tiên của em. Cặp số 2. Cặp số 2 của em á là anh số 3 và cô dâu B. Em thấy hai cái gương mặt này lại giống. Phu thê. Giống nhau. Giống. Có gương ngay mặt từ phu đầu thê. Em thấy được đó. Cũng được, cũng giống nhau đúng không? Đội khách, ta thử đưa ra hai cặp nào mình dự đoán. Em có cùng quan điểm với đội nhà là cô dâu ở vị trí A và chú rể vị trí số 1. Thì câu chuyện cũng khá giống nhau và thì hồi nãy em cũng thấy có điều kiện cũng hỏi cái vấn đề cận thị một tí thì cũng không biết chính xác hay không nhưng mà cái khả năng tin cũng hơn 70% rồi. Thật sự lúc mới bắt đầu vào á, vừa nhìn hình và nhìn thấy mặt á, em đã nghi ngờ là chú rể vị trí số 3 và cô dâu ở vị trí B rồi. Và cảm giác đó chắc chắn là như vậy luôn. Nhưng mà hồi nãy cô dâu lại nói là chú rể nhỏ tuổi hơn mình. Em vỡ mộng. Bây giờ có ai đặt cược gì không? Có đặt cược không anh? Còn anh Quyền Linh cho em hỏi nếu mà vòng sau tụi em đặt cược thì như thế nào? Được, vẫn được. Cũng được. Thì mình lên vòng sau. Vòng sau ha. Dạ. Cho nó chạy. Nhưng mà anh nói trước nha. Dạ. Nếu mà vòng sau á mà các em bị hỏi nữa đó thì những thông tin và những cái vẻ mặt của các anh chị này á sẽ làm cho các em loạn óc hơn. Bị nếu rối. Như mà vòng này á mình có linh cảm thấy chắc chắn là đặt luôn đi. Đặt luôn. Đặt sao cặp em? Đi. Cặp nào vậy okay. Hai em? Sao? Cặp theo anh nghĩ á để chắc chắn để vòng 2 đặt tốt hơn. Em nghe theo anh Hải. Em nghe theo Nguyệt Linh. Trời đất ơi, ba phải không vậy? Cũng được. Bị nhiễm não. Nghe theo anh đúng hơn ấy. Còn sao ạ? Chủ nhà có đặt cược không? Không nhất còn Tại sao anh chị xui thì em đặt mà anh chị không đặt? Dạ. Cái linh tính của đội anh nó chưa có đủ cứng. Trời mà nãy giờ xui mình như đúng rồi. Chúng ta hãy cho hai đội một tràng pháo tay vì chưa tìm được điều gì cả. Xem nữa là em đặt rồi. Quyền Linh sẽ hẹn lại quý vị một vài phút nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục vòng 2 gương mặt phụ thề quý vị nhé. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với vòng 2 gương mặt phụ thề. Ở vòng 2 này, câu chuyện hôn nhân sẽ được phơi bày. Những cái tật xấu của chồng, những tật xấu của vợ sẽ được chia sẻ để có thể chúng ta rút kinh nghiệm trong cuộc sống. Mời các cô dâu hãy chia sẻ về những tật xấu của chồng mình. Bắt đầu vị trí A. Dạ, nói chung á là cái này cũng không hẳn là xấu, nhưng tại vì em thấy ông chồng nào cũng giống nhau, nhưng mà làm cho em thấy bực, mỗi ngày bực một chút mà nói hoài không được. Thành ra bữa nay em kể xấu ông luôn. Tại vì tính tình ham vui lắm, hồi nào giờ cứ thích tụ tập bạn bè, càng đông càng vui. Con trai có, con gái có, mà em từ lấy chồng về em nói là giờ có vợ rồi, không có hồng nhan tri kỷ gì trơn trọi, về có gì nói vợ chơi con trai, không có chơi con gái. Tụ tập để nhậu rồi vừa nhậu vừa tám, tuần 2-3 lần đi nhậu rồi cái gọi điện kêu sắp về mà chỉ chờ hoài không về. Nói tật lớn nhất là tụ tập bạn bè nhậu tám. Ta nói rượu vào là lời ra mà không cho ta nói sao được, nói uống xong chị xỉn sao. Nhậu thì ai cũng nhậu đúng không? Giờ em hỏi anh Quyền Linh, anh Quyền Linh nhậu gặp bạn rồi đang nhậu với trường, anh Quyền Linh bỏ về không? Đúng rồi, sao bỏ về được? Đấy, bỏ về ta nói mình là chơi với bạn không tốt. Nhưng mà nếu như cả bàn nhậu hả, không ai đứng dậy về thì đến khi nào nó mới kết thúc ạ? Khi nào hết tiền hay kết thúc à? Không phải đâu, tại vì mỗi lần á mà vợ gọi điện thoại cái là chồng phải trả tiền. Điện thoại để ra một cái mâm vậy đó, điện thoại ai rung lên trước là người ta trả tiền. Không, vị trí B. Dạ, kể tật xấu của chồng em á thì chồng em có tật xấu là rất là mê game, đi nằm game, ngồi game, tắm game, rồi đi vệ sinh cũng game nữa. Em xin đến chính là tắm không chơi game được ạ. Chỉ có chuyện mê game thôi mà để vợ nó hoài mà không bao giờ bỏ được. Em như là nghiện game luôn hay sao, không có nghiện vợ không, nữa. Ông chồng tốt như thế mỗi cái tật mê game mà có chi đâu. Em anh mê game nhưng mà anh vẫn lo cho em mà. Sao anh em ra danh số 2? Không biện minh cho mình đi. Nãy mới nói lúc đầu đi. Vị trí tương loại rồi, không thèm nói. Rồi, vị trí C.
em có cảm giác á hả, lúc mà yêu á thì quan tâm em lắm, mà lúc cưới về xong em có cảm giác là, em nói thật chứ thống kê ra mỗi ngày chắc ảnh cầm cái điện thoại là nhiều hơn cầm bàn tay em luôn. Là ảnh cứ cầm điện thoại chơi chơi cờ xong rồi đọc tin xong rồi lên Facebook rồi coi người này người nọ rồi like rồi comment rồi nhắn tin chat chít này nọ. Nói chung là không biết ảnh làm cái gì trên đó mà cứ cầm điện thoại hoài luôn. Câu nói của cô dâu C rất là hay. Hay là ảnh cầm cái điện thoại nhiều hơn là cầm bàn tay của em. Đó, cái đó chi tiết đó là rất hay. Sao vậy các anh? Sao mình cầm điện thoại nhiều hơn cầm tay vợ mình? Dạ, bởi vì cái điện thoại nó nhỏ hơn tay vợ anh nè. Cái gì? Cầm điện thoại nó theo mình điều khiển được, chứ cầm tay vợ là lúc vậy nguy hiểm lắm anh ơi. Ủa nhưng mà là sau khi mà cưới về ảnh mới không cầm tay, hay là trước khi cưới ảnh có cầm tay không? Dạ ý em là trước khi cưới ảnh rất là quan tâm đến em, rất là lãng mạn đúng không? Dạ, nhưng mà sau khi về là ảnh rất là ham cái điện thoại. Nói chung là các bà vợ một tờ giấy trắng thêm một cái dấu chấm đen, cứ thích nhìn một cái dấu chấm đen đó thôi mà không nhìn tờ giấy trắng khác. Tại sao không nhớ là những cái cuối tuần các ông chồng cũng dắt vợ đi chơi, dắt vợ đi ăn, đi xem phim. Không nhớ à? Bây giờ thì mời năm chú rể. Chúng ta có một nãy giờ vợ kể xấu mình rồi, mình coi có gì kể xấu vợ không? Vị trí đầu tiên. Em nghĩ là vợ em cũng có rất là nhiều tật xấu. Nhưng mà cái tật mà làm em mệt mỏi nhất là cái tật nói nhiều. Đúng. Ví dụ như em đi nhậu, em đúng. Tiếp khách thì một tuần em nhậu có 2-3 buổi thôi. Có thể là ngày hôm đó ví dụ như anh em bà con vô hay là gì đó đến thì em rủ ra quán nhậu, hay là bạn bè tập hợp đồ tới thì bạn bè thì tụi em có nhiều cái nhóm bạn như là bạn học đại học nè, rồi bạn đồng nghiệp nè, rồi mấy cái người khách hàng nữa thì nhậu nhẹt về. Mỗi khi em nhậu về thì em rất là mệt mỏi, em chỉ muốn nằm ra ngủ thôi. Một cái bữa đấy còn vậy mà cái người vợ cứ tới đây cứ nói này nói nọ rồi cứ ngồi đó, anh nên không quan tâm em anh như vậy. Trời ơi, anh có một cái ngày nào anh đi tăng 2, tăng 3, tăng 4 gì đâu, anh đi tăng 1 là anh về, anh thấy nó hơi trễ một chút. Chạy cái nữa đó là anh mê chơi game hay là cái gì đó. Nói chung cái vợ cũng có nhiều tật xấu mà. Vợ lười biếng nè, nhiều khi anh về nhà anh cầm máy chơi game thì nhiều khi vợ cũng không chịu quét nhà quét cửa, cho anh về nhà thấy nhà gì đâu mà dơ quá trời, anh cũng bực bội. Nhiều khi anh trốn đi nhậu, nhiều khi đó là phần đó đó. Chị em đôi chứ. Vậy giờ chồng ngồi chơi game, vợ cũng mở tivi lên ngồi coi ha, bỏ con nhịn đói có cơm ăn luôn nha. Y có vợ làm hết chuyện nhà rồi, rảnh rỗi quá mà. Rồi vị trí số 2, vợ mình có tật xấu gì mà nó không thích? Có một cái tật xấu khiến mình rất là bực bội, rất là hay tị nạnh việc nhà. Ví dụ mình đang nằm nó đi cái việc nhà không làm á thì thôi để đó, mình lát nữa mình rảnh mình làm. Còn cái này cứ làm đâm đầu vô làm, quét nhà lau nhà xong rồi chửi thì mình bực quá mình cũng chửi lại. Anh ơi cho vậy cho em hỏi ở đây, anh nói thật với chị Cát Tường với lại chờ Quỳnh Chi rồi Tuấn Hải ở đây thử em nghe coi, một lát của anh là bao lâu anh? Một lát của anh là khoảng bao lâu thì anh mới làm? Đừng biết mốt em chừa cái việc đó cho anh. Thì một ngày không xong thì 2-3 ngày cũng xong thôi. Có phải là không đi làm về là 2-3 ngày á hả? Vị trí số 3, vợ có tật xấu gì? Thì vợ em nó nhiều. Và nói chung là cứ cầm điện thoại lấy cứ nghĩ chắc là nhắn tin cô nào hay là cua cô nào mà nói thôi rồi luôn. Lúc xưa á là ít nói lắm, không biết lấy về ăn nhầm cái gì chị ơi. Trời ơi, nói kinh khủng luôn. Em đâu có muốn nói nhiều đâu. Anh đi làm, em cũng đi làm. Anh gặp khách hàng giao tiếp, em cũng vậy. Vậy anh đừng quên, ai em cũng đi làm như anh. Thành ra là anh phải hiểu là đôi khi là mình nói nhiều là tại vì... Thì nói chung là ai đi làm cũng áp lực rồi em ơi. Cho nên là mình đừng tạo áp lực cho nhau nữa. Còn như em muốn nghe nói nhiều thì em có thể em bật Hài Trấn Thành lên. Đảm bảo em nghe đã luôn. Anh ơi, em muốn nghe là lời nói từ trái tim. Như lúc trước á, anh yêu, anh hứa hẹn, anh tỏ tình, anh nói này nói nọ. Chứ không phải là em muốn nghe Trấn Thành hay em muốn nghe gì dễ dàng quá rồi. Trời ơi, em muốn nghe anh Quyền Linh, em bật HTV. Em muốn nghe chị Cát Tường, em bật HTV9. Có gì đâu mà khó. Anh em muốn nghe Hài, em chốt cái cuối cùng. Bây giờ là em muốn cái gì? Bây giờ em muốn cái gì? Bây giờ em muốn cái gì? Dạ. Rồi, vị trí số 4. Vợ có tật xấu gì? Vợ em sợ nhất có một tật là mình luôn già và ngày càng xấu đi rất là nhanh. Tại vì vợ em mà lớn tuổi hơn em mà, cộng cái tật già và xấu đi nên là cộng lại là cái ghen là dữ dội nhất. Công việc em luôn luôn là đi xa nhà nhiều, có khi cái mùa hè đi tới 2-3 tháng mới về một lần. Vậy thì mỗi lần mà về hả là bắt đầu, tất nhiên công việc của em hướng dẫn mà, lúc nào số điện thoại là các chị các em cũng có nhiều nhất đó. Lúc mà về hay gì không biết, nhưng mà vợ em cũng có cái hay là có thần giao cách cảm hay sao á. Lần nào mà đi có cô nào gọi hay gì trong điện thoại em là vợ hầu như biết hết.
Em ơi, nhưng mà ghen có thở có thì và có đúng có lúc chứ không phải là lúc nào. Ví dụ như là chụp một tấm hình post Facebook, chụp selfie với một cô nào đó lên là anh sẽ thích người ta đâu. Trời ơi, sao chụp một cái gái gì vậy? Em nghĩ là người ta làm cái gì á thì phải chịu thôi. Phải thích thì mình mới làm chứ đừng có nói chuyện cứ làm thôi. Mà quanh năm không có chụp hình với vợ. Đúng rồi. Đi đâu cứ gặp con gái chụp hình chung hả? Anh đâu có chụp đơn với người ta, chụp là chụp nguyên một group mà. Hỏi, mặc dù hỏi là hỏi nữ không. Rồi. Vị trí số 5. Dạ, thì em chia sẻ cho em hát một câu nhỏ rồi không? Hát nữa hả? Ngắn thôi chị. Người yêu ơi, ngàn lần xin tha thứ. Tại vì từ bây giờ em sẽ kể xấu. Thì nói chung cho em xin phép là nãy giờ tật là em gom bốn ông này lại là ra bà vợ của em. Là ghen mà ghen kinh khủng khiếp, ghen ghen giả man rợ, ghen không biên giới. Đêm đang ngủ bật dậy. Tại sao? Anh đi với con nào? Nó tên gì? Mấy tuổi? Ai ngờ là nàng ta nằm ta đang ngủ mơ. Rồi đồng quan điểm với anh này một cái nữa, đôi khi là em làm kinh doanh gặp khách hàng hoặc là phải đi tiếp khách các cái thì đôi khi cũng có người là mình chụp hình chung kỷ niệm kiểu như vậy, mình cũng selfie. Bây giờ selfie là mốt bây giờ mà thì cũng chụp hình thôi, rồi mình cũng về thế thôi. Thế mà cũng ghen hỏi tại sao lại chụp hình thế này thế nọ thế kia, mà kêu là tại sao không chụp hình với vợ, trong khi là tụi em cũng chịu khó đầu tư. Em cũng đi mua máy chụp hình mà chụp hình cho vợ đàng hoàng chứ bộ. Chứ phải không có đâu. Nhưng mà em nghĩ á, nếu mà mình làm vợ mình phải ghen. Nếu mà làm vợ không ghen là không có thương. Đúng không mấy chị? Đúng rồi. Em tặng anh lại câu hát nè. Chứ gái yêu, gái mới ghen chồng. Vợ yêu chồng lắm, ấy mới thời là vợ ghen. Đúng không mấy anh chị? Đúng rồi. Thôi ghen cũng vừa vừa thôi. Thà là nửa đêm em hát câu đó là anh ngủ tiếp được rồi đó. Ủa mà anh số 5, vợ anh lớn hơn anh hay nhỏ hơn anh? Dạ, vợ em lớn tuổi hơn em. Ồ. Bây giờ thì mình bắt đầu phân tích để xem tìm hai cặp đôi nha. Đợi khách thấy sao? Em xin lỗi chị ở vị trí C nha. Là khi nãy chị nói giúp em là chị bao nhiêu tuổi? Dạ, mình 32 tuổi. Và chồng chị lớn tuổi hơn hay là nhỏ tuổi hơn chị? Cũng bằng bằng à. Không nói nhỏ hơn hay lớn hơn luôn. Nói ra rồi đâu còn cái gì gọi là thú vị nữa cho những người theo dõi nữa. Tức là giấu. Chị kỳ quá. Người ta có quyền. Người ta có quyền. Người ta giấu chứ người ta không có nói sai sự thật. Chị có quyền giấu nhưng mà em có quyền không chịu lắng nghe rõ. Người ta nói từ đầu đến giờ rồi. Không phải, tại vì nãy giờ là mọi người nói nhiều quá. Em với anh Hải đang bị bấn loạn hết trơn nè. Nhiễu loạn thông tin. Tụi em ta hỏi hồi đầu ta khuyên là ta ở vòng 1 đặt cược đi không chịu. Ta khuyên rồi thiệt á. Bắt nạt đội khách kìa anh. Đội nhà bắt nạt đội khách kìa khán giả ơi. Bắt nạt đội khách à. Không bắt nạt mà mình thương quá. Đội khách mình đang ngây thơ dễ thương nó bị bắt nạt. Em có nói là thương cho voi cho vọt không? Đúng rồi. Anh ở vị trí số 4 hả? Anh là hướng dẫn viên du lịch á. Cho hỏi là vợ anh lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn anh ạ? Nếu nhớ không lầm là nãy nói này nhiều lắm rồi đó. Chụp thêm một lần nữa thôi anh, tại vì tụi em bị loạn rồi. Lớn tuổi hơn. Ồ, ok. Tại vì nãy giờ anh chị nói khúc sau nó hấp dẫn quá đó, nên tụi em nghe một hồi tụi em quên mất mấy cái chi tiết đó luôn. Anh muốn hỏi gì nữa không? Anh em rất là em thiệt á, càng hỏi càng loạn. Lúc đầu tụi em còn có cái cơ sở, tức là tụi em đều có sự lựa chọn rồi. Sau khi các anh chị nói tụi em thấy cái tương tác của các anh chị á, nó tự nhiên nó thay đổi cái suy nghĩ của tụi em luôn. Tức là ủa sao cái cặp này lúc đầu không liên quan đến nhau mà khúc sau tương tác với nhau dữ vậy ta. Rồi nhìn nhau cũng bắt đầu kiểu như đầu chương trình còn lạ lạ. Đó là chiến thuật của cái nhóm này. Đến giữa chương trình mấy anh chị quen biết nhau hết trơn rồi đó. Mấy anh chị tự nhiên cho nên cái đội chủ nhà tụi tôi nói ngay từ đầu. Dạ. Đã khuyên cược rồi đi. Cá không ăn muối cá ương. Mới đầu vô cứ giác quan của mình thấy cặp nào mà được làm đặt đại đi cho rồi. Bây giờ mình khỏi thay đổi thôi, có sao đâu. Hồi em nghe mấy anh chị tâm sự với nhau thì em thấy là hầu hết các cặp vợ chồng, cái điểm chung là người vợ không hài lòng vợ chồng thường là, thứ nhất là có 3 điểm. Một là đi nhậu nhiều, thứ hai là chơi game nhiều, cầm điện thoại nhiều, và thứ ba là không làm việc nhà. Không san sẻ việc nhà. Không san sẻ việc nhà. Còn các anh chồng á đều nói là các chị là hay nói nhiều với hay ghen. Nhưng em thấy thiệt với các anh á, tức là các chị mà còn kiếm các anh để nói á là còn thương dữ lắm á. Khi nào các chị mà im re mà không nói gì hết á là có vấn đề, đúng không chị Tường? Phụ nữ sợ nhất là khi phụ nữ im lặng, tại vì lúc đó là kiếm người khác nói rồi. Thường trước cơn bão con sự im lặng đáng đó, sợ. Đó, sự im lặng đáng sợ. Nên là khi các chị còn lải nhải là còn thương nhiều. Nên là các anh đừng buồn các chị cái khoản đó. Ủa anh số 5, giữa nhậu với chơi game anh thích cái nào hơn?
và em mê nhậu hơn. Vậy á hả? Ui, cô dâu ở vị trí B, chị hỏi em là trước khi em lấy chồng á thì em đi học xong, lúc em đi học là em có đi làm thêm không? Dạ, lúc đó anh muốn đi làm thêm, em ở nhà không? À, dạ hả. Cho mình hỏi cô dâu, à, chồng nói nhiều bằng em không? Dạ, hồi yêu nhau thì ổng nói nhiều ngang ngửa với em. Bây giờ thì ổng đi nhậu, ổng nói hết hơi rồi, về nhà ổng không thèm nói với em nữa. Nhậu về xin nói gì nữa? Bây giờ về vợ nói hết rồi, nói chi nữa? Thế thì anh nói đi rồi em khỏi nói. Như nãy em đã nói rồi, anh phải nói thì em mới nghe chứ. Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em nói. Thế thì em chỉ biết nói khi anh câm nín. Trời ơi. Nhưng mà ổng càng câm nín thì mình càng tức. Đúng rồi. Chúng ta kết thúc tranh luận ở đây. Rồi chủ nhà, hãy đưa ra hai cặp đôi mà bạn chọn và phân tích để xem như thế nào. Có ai đặt cược gì không kìa? Còn dòng hai rồi kìa. Đặt cược đi. Đặt cược à. Đặt đi em. Rồi, mời mời bạn. Em xin đặt cược là ông chồng ở ô số 1 và chị vợ ở ô A. Chồng số 1 là vị trí A. Dạ. Lý do? À, lúc đầu á, em nói là anh số 1 kể chuyện vừa kể vừa nghĩ, cho em tính loại anh á. Nhưng mà lúc sau á thì em để ý là cứ mỗi lần chị A chị kể chuyện là anh số 1 ảnh lúc thì ảnh cười, xong lúc ảnh cúi đầu, xong lúc ảnh thẹn thùng. Nói chung là nó biểu lộ khá là rõ khi mà chị A kể. Và ngược lại, khi mà anh số 1 kể chuyện, chị A cũng có những cái tương tác thấy là có cố giấu. Khá là dữ dội đó, chứ không em có đâu mà. Nhưng mà rõ ràng đây là một cặp đôi mà em nghĩ là rất là tương đồng về cá tính. Hy vọng hai bạn đúng. Đội chủ nhà có đặt cược không? Không. Dạ không, vẫn không đặt cược. Dạ. Một tràng pháo tay cho đội khách thưa quý vị. Đội khách can đảm quá. Rất bản lĩnh. Đặt cược rồi, nhưng mà đoán cặp số 2 là ai? Em đoán cặp số 2 là anh ở vị trí số 4 và chị ở vị trí C ạ. À. 4 và vị trí C, tại sao? Thứ nhất là thực sự không đúng thì em cũng xin phép, em cũng xin lỗi nha. Nhưng mà thực sự là anh số 4 vị trí với chị ở vị trí C là có gương mặt phu thê, có nét giống nhau. Ừ, cái đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai thì tụi em cũng chỉ căn cứ vào những cái thái độ của các anh chị khi mà các anh chị nói chuyện với nhau thôi. Thì khi nãy là hai anh chị có một màn đối đáp và nó là nảy lửa. Yeah. Mà nếu ở ngoài thì cũng có thể nghĩ là hai anh chị đang vờ như là tương tác với nhau. Nhưng mà sao em thấy trong cái sự tương tác đó nó tình cảm quá à. Nên là em quay qua em nói với anh Hải ơi, phải không? Thấy rất là tình cảm. Cảm ơn đội khách. Còn đội chủ nhà? Hiện tại thì bây giờ đặt cược thì không đặt cược. Nhưng mà nếu mà nghi ngờ thì mình đang nghi ngờ cái anh chàng số 5 với cô C. Số 5 và cô C, tại sao? Thấy cô này là cổ thích người chồng lãng mạn. Ngày xưa anh đó anh có lãng mạn. Anh nói anh hẹn hò với cô vợ đồ lãng mạn. Mà cái hành động mà cứ chốt hát là đó, lãng mạn. Thấy nó cũng đó. Là lãng mạn. Mà sau này lấy nhau về thì anh này anh đổi tính rồi. Nhưng mà trước đó thì mình nghĩ là đây là một cặp. Rồi, cặp thứ hai. Cặp thứ hai á thì mình đang nghi vấn anh chàng số 2 với cô B, cái cô dâu bia á, dâu giùm lối xóm. Cô dâu giùm cũng không có đi làm thêm. Tức là anh số 2 về số 2 tí với cô B. Ngay từ đầu vô mình thấy mặt hai người này giống nhau rồi. Mình đang còn lăng tăng ở cái chỗ mình hỏi cô này có đi làm thêm hay không để mình chốt luôn. Mà tự nhiên cô nói cô không có đi làm thêm. Cái mình hơi nhột nhột chút. Giống như Quỳnh Chi nói chở giùm. Đó thì giờ các bạn bên đó nói chở giùm thôi, mình vẫn quyết định là mình vẫn giữ cặp rồi, đó. Đó cũng chỉ là nghi ngờ, chưa có quyết định. Chúng ta chờ đợi trong giây lát. Chúng tôi sẽ quay trở lại, quý vị sẽ biết được hai cặp cô dâu thật chú đệ thật là ai quý vị nha. Chào quý vị và các bạn quay trở lại với vòng 3 gương mặt phu thê. Đây là vòng cuối cùng để xác định xem cặp vợ chồng nào là thật. Và ở vòng chơi này, chúng ta sẽ có quyền đề nghị bất kỳ một chú rể nào xuống để hành động tình cảm đối với các cô dâu đây mà các bạn nghi ngờ. Nào, đội chủ nhà vẫn thế. À, đội chủ nhà xin nhường quyền ưu tiên cho đội khách. Mẹ. Cứ cùng đẩy qua đẩy lại. Cứ sao Hải, em toàn đẩy cho người khác không? Chị thấy từ nãy giờ Hải. Tại vì cái này là yêu cầu người đàn ông làm cái điều gì đó thì em nghĩ là người phụ nữ sẽ sáng suốt hơn trong việc đó. Em xin mượn anh số 2 ạ. Dạ. Mời số 2. Dạ mời anh ạ. Bạn có thể yêu cầu chàng trai số 2 làm gì? Chắc là em nhờ anh sẽ tương tác với chị ở vị trí B. Anh có thể nắm tay và nhìn vào mắt chị ở vị trí B và nói một cái câu thật là
đầy tình cảm. Đầy tình cảm. Câu gì em có thể nói hướng dẫn luôn đi. Như thể lúc anh cầu hôn á, anh sẽ nói cái câu gì, cái hành động anh đi kèm là cái gì? Nắm tay và nhìn vào mắt chị giúp em. Dạ. Anh yêu em với hai mẹ con nhiều lắm. Thêm câu nữa đi anh. Ngoài yêu ra thì sao? Anh sẽ cố gắng chăm lo cho hai mẹ con suốt đời. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh mà về vị trí. Các bạn thấy sao? Thấy không là vợ chồng. Tại sao? Tại vì khi mà người chồng quỳ xuống thì nếu mà người phụ nữ là vợ quá thì phải quay lại để đón nhận những cái lời lẽ chân thật nhất của người chồng mình. Mà trong khi đó người chồng quỳ xuống thường á thì không ai nói là quỳ, đúng không anh Linh? Cứ đứng thoải mái đó, nhưng mà anh chồng này rất là tử tế, là quỳ xuống, nhưng mà cô dâu B lại rất là dửng dưng và ngồi nhìn thẳng trước. Nhiều lúc không phải là nhìn thẳng vào mắt nhau là đã là không nhìn thẳng vào mắt nhau, không phải là đã không phải là nó bắt đầu em đến giờ em lại rồi đó. Bình tĩnh, dạ. bình tĩnh. Tức là em thấy cặp vừa rồi nếu thực ra nếu mà nghĩ là thiệt cũng rất là có khả năng. Có khả năng, tại vì có thể là quay hình nè, lên sóng rồi mới quay các kiểu, hai anh chỉ ngại cũng được, có khả năng đó đó. Anh thấy có khả năng chỗ này nè. Sao anh? Khi ta quỳ xuống anh ta nói anh sẽ lo cho hai mẹ con em. Cái câu đó đấy. Mà cái mặt của cô dâu B vẫn bình thường. Biết đâu được. Em thấy vẫn bình thường. Biết đâu được. Không, cô B cổ kềm đó. Cô B tánh tình cổ ngã, cổ men lắm. Đúng. Quăng cái thùng bia xuống cái rầm, tính tiền, cổ men lắm. Hủy đi. Bây giờ chị hủy ngay. Hủy kết quả đó cho em. Rồi, thôi, để tới phiên bên tụi em được không? Rồi. Bây giờ mời anh số 5. Chờ đợi nãy giờ đi lẹ dữ. À, mời anh. Ở trong ba cô dâu này á thì không biết có vợ anh hay không. Anh tới bên cô C, anh nắm tay cổ và anh nói là anh xin lỗi em vì anh mãi bộn bề với cuộc sống mà bấy lâu nay anh quên nắm tay em. Anh hứa từ với em đó, từ anh nay sẽ nắm tay em nhiều hơn là nắm cái điện thoại. Đúng rồi, mời anh. Em phải chọn một cái gì tùy đây anh. Thoải mái. Ai cũng có lỗi. Thì nãy giờ mình nói chuyện thì anh cũng nhận thấy là mình cũng một phần lỗi. Thì anh rất là mong em bỏ qua. Và hy vọng rằng sau hôm nay anh với em có thể hiểu nhau nhiều hơn và hạnh phúc lâu dài. Dạ được chứ ạ. Không thể thành một cặp được. Đâu lịch sự quá. Nghe lăng ghê vậy trời. Mà cô dâu lại đứng lên dạng cảm ơn anh. Nhưng mà bên đây có nhìn thấy điều gì nữa không? Em cũng cảm thấy đây không phải là một cặp. Nhưng tôi thấy có một cái động tác rất là hay, cuối là anh ấy rất tự nhiên ôm cô ấy, ôm cả hai tay luôn đấy. Bây giờ hai đội hãy ghi kết quả vào giấy của mình và đưa cho tôi. Có lẽ bây giờ tất cả quý vị cũng đang chờ đợi đúng không? Chúng ta xem truyền hình cũng đang hồi hộp và cũng phân tích, cũng theo dõi để quý vị có biết ai là đôi vợ chồng thật hay không. Có hai cặp đấy chưa biết đúng không? Chúng tôi cũng chưa biết, chờ kết quả cuối cùng quý vị nhé. Tôi sẽ bắt đầu thu kết quả của đội chủ nhà. Kỳ này hai bạn có đồng ý kiến với đồng, nhau không? Đồng đúng không? Cảm ơn bạn. Đi xong mà thở ra là sao? Không chấp nhận á. Thở phào nhẹ nhõm anh. Coi như là như thế nào cũng xong rồi. Dạ. Ủa nhưng mà ý kiến Quỳnh Chi là thế nào? Cái vị trí ở cặp thứ hai tụi em băn khoăn giữa hai cặp, tức là cặp 4C và cặp 2B. Cũng thông minh. Có hai cặp đó là nãy giờ tụi em đắn đo lắm, thì vì hai cặp này có sự tương tác. Rồi lúc sau khi mà anh hai đứng nói những cái câu tình cảm với chị ở vị trí thứ B á, vị trí B á thì cũng rất là dễ thương.
Nói chung mình thấy được cái tình trong đó, nên là khiến cho em với anh Hải có hơi bị băn khoăn. Thì cuối cùng là em nghĩ thôi, có gì nếu mà có sai thì cũng trách ảnh, nên là em nghe anh Hải. Trời, thì là cái ý nghĩ là em là vậy đó. Đội khách thắng khi mà chúng ta đoán đúng ít nhất là một cặp và hơn điểm chủ nhà, dạ, giải thưởng sẽ là 10 triệu đồng. Nếu như chúng ta đặt cược trúng nữa thì được 15 triệu. Nào, bây giờ tôi xin đọc kết quả của đội chủ nhà. Đội chủ nhà vị trí số 2 và B, mà anh chị đứng lên. Số 2 và B. Cặp thứ 2 số 5 và C. Cảm ơn anh chị, mời anh chị ngồi xuống. Đội khách vị trí số 1 và A. Cặp đôi thứ 2 vị trí số 4 và C. Đây là kết quả của đội khách. Mời anh chị ngồi xuống. Bây giờ chúng tôi mời ba cô dâu đứng lên. Và ai sẽ là hai cô dâu thật trong ngày hôm nay, ai không phải cô dâu thật ngày hôm nay thì ngồi xuống. À, trời à, mình đã mất 50% cơ hội rồi. Vì thì hai cô dâu thật đứng đó đúng không? Trời ơi. Mời một chú rể thật đứng lên. Ai là chú rể thật? Vị trí số 2 là chú rể thật. Và thêm một chú rể thật nữa. Vị trí số 5. Trời, thấy chưa? Rồi xong. Thấy chưa? Rất rõ điều đó. Có lẽ các bạn chưa nhận ra. Và bây giờ vẫn chưa biết kết quả đúng không? Để xem ai là cặp vợ chồng thật. Mời hai chàng trai bước xuống. Bây giờ thì mà chưa chắc. Anh vị trí số 2 hãy đến nắm tay bà xã của mình. Không lạng đi đâu nữa, tôi đoán là chúng mà lạng gì nữa không biết. Ôm luôn, vậy thì còn chần chờ gì nữa. Trời ơi, nó là trúng ở thai cặp luôn rồi. Bà làm như là em không có gì vô vậy. Xin em hát mẹ hôm qua chương trình này, em cũng hứa với chồng. Nãy chồng nói mà em cũng ngại. Hứa chồng là sẽ làm một người vợ tốt. Và đứa con trong bụng mà. Xã hứa gì với vợ đi. Thì thật sự hồi nãy những điều mà em nói với bạn số 3 là em nghĩ là vợ em cũng hiểu rằng là đó là những điều em nói với vợ em. À không, bây giờ tôi yêu cầu là anh Thoại Phương á là phải đứng ra giữa và cầu hôn. Sẵn tiện là tỏ đúng tình rồi, và tỏ cầu tình hôn với lại vợ mình luôn. Hồi nãy tôi lỡ hứa với chị rồi. Quen nhau bao nhiêu năm mà rồi cưới luôn chứ không có tỏ tình. Ừ, đúng rồi. Cầu hôn đi. Chị hay quá. Hãy nói những gì bà vợ bạn mơ ước đi. À, cưới nhau cũng gần 6 năm. Thì thật sự có vài lần cũng có tỏ tình nhưng mà tại vì không quá chính thức nên không nhớ thôi. Tại vì nhiều không ít hơn 5 lần là hát cái bài Không Gì Có Thể Thay Thế Em ở trong những cái phòng trà quán bar rồi. Mà hôm nay thì hát lại coi như là một lời tỏ tình chính thức cho tất cả các anh chị ở đây, cũng như là xin lỗi vợ. 12 năm gặp nhau, yêu nhau. Anh nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả bờ môi. Wow. Quá tuyệt vời. Chúc mừng hạnh phúc giữa cặp đôi nha. Còn bây giờ thì mời bạn hãy giới thiệu về mình. Chị á. Nào. Chị là người nhiễu loạn sống đó. Chị là người gây nên tất cả. Dạ, em tên là Phương Thảo, 32 tuổi. Dạ, làm trong ngành ngân hàng. Có gia đình chưa? Dạ, em cũng có gia đình rồi ạ. Ông xã em hôm nay không có mặt ở đây. Ông xã chị làm nghề gì? Dạ, anh làm bên ngành giáo dục.
Nhưng mà chị làm ở ngân hàng chắc là chị thuyết phục được nhiều khách hàng gửi tiền cho ngân hàng của chị lắm đúng không? Tại vì em thấy chị rất là hoạt bát, nói chuyện rất là đúng rồi, đi vào lòng người. Thắng được các bạn chứ. Hay. Mời chị vị trí số 1. Dạ, em tên là Dương Bách Tùng. Thì hiện nay em đang làm bên phòng quan hệ khách hàng của trung tâm thể thao. Em đã lấy vợ được 1 năm rồi và em làm bên ngành bất động sản. À, xin chào tất cả mọi người, em họ tên là Nguyễn Khoa Toàn, năm nay 33 tuổi và hiện tại đang độc thân, nhưng mà ra Tết là em sẽ lấy vợ. Chúc mừng anh. Số 4. Xin chào mọi người, em là Nguyễn Anh Trung, 29 tuổi, em là chuyên viên tổ chức sự kiện. Như vậy ngày hôm nay chúng tôi phải chúc mừng đội chủ nhà. Một tràng pháo tay cho đội chủ nhà. Kết quả là đội chủ nhà thắng và cũng được Bảo Toàn. Chúc mừng các bạn với cuộc chơi ngày hôm nay. Chúc các đôi chúng ta đã yêu nhau, đang yêu nhau, chuẩn bị yêu nhau và đã cưới nhau rồi thật hạnh phúc, thành công trong cuộc sống.